có hàng trăm ngàn giống nho được trồng ở Nhật Bản, nhưng có một giống nho quý giá tới mức rất có thể được xuất kho với giá vài trăm đô la Mỹ cho từng quả nho. Xin nhắc lại, giá trị của chúng trên thị trường lên tới mức vài trăm đô la Mỹ cho từng quả nho chứ không phải cho từng chùm nho. Thực vậy, Ruby Roman là giống nho được cách tân và phát triển tại riêng tỉnh Ishikawa, Nhật Bản và được công nhận như một trong số những loại trái cây đắt nhất thế giới. Khởi nguồn của Ruby Roman bước đầu vào năm 1995 khi những nông dân trồng nho tại tỉnh Ishikawa mở lời lôi kéo trung tâm phân tích nông nghiệp tỉnh tạo thành một giống nho mới có năng suất cao hơn. 400 cây nho lớn Red Color đã được trồng thử nghiệm và bước đầu kết trái sau 2 năm. Tuy nhiên, trong những 400 cây nho, chỉ có 4 cây quan trọng đặc biệt đủ cách tân và phát triển đáp ứng mong đợi của những người nông dân. Trong 14 năm tiếp theo, những nhà phân tích đã dần tinh lọc giống nho mới được cách tân và phát triển từ 4 cây nho thành công ban đầu. Họ không xong đổi mới về kích cỡ, mùi vị và màu sắc để dần làm cho giống nho Ruby Roman ngày nay. Có thể nói, Ruby Roman đã trở thành báu vật nông sản của tỉnh Ishikawa. Vào năm 2008, ngay sau thời điểm ra mắt trên thị trường, giống nho Ruby Roman đã nhanh chóng trở thành hiện tượng quốc tế. Các tờ báo lớn hàng loạt tỏ vẻ ngạc nhiên trước giá thành trên trời của loại nho này. Một chùm thông thường nặng 700 gram được xuất kho với giá 10.000 yên 910 đô la Mỹ hoặc 26 đô la Mỹ cho từng quả nho. Ngay thời điểm đó, Ruby Roman đã được công nhận như giống nho đắt nhất thế giới. Đáng chú ý, vào thời điểm 11 năm sau, tức năm 2019, giá trị của giống nho quý tộc này thường xuyên tăng phi mã đến mức không tưởng. Giờ đây, nếu còn muốn trải nghiệm một chùm nho Ruby Roman, hãy chắc chắn bạn có thật nhiều tiền bởi chúng được xuất kho với giá 1,1 triệu yên 11.000 đô la Mỹ cho một chùm. Vì quả nho khá to, nặng 30 gram quả nên mỗi chùm chỉ khoảng 26-30 quả, tương đương khoảng 370 đô la Mỹ cho từng quả nho. Trên thực tế, đây cũng đó là số tiền mà một đại gia đã chi ra để sở hữu chùm nho sang chảnh này trong một phiên đấu giá. Mặc dù cái thương hiệu Ruby Roman được sử dụng để miêu tả nhiều loại nho khác nhau, nhưng trong thực tế, mỗi chùm phải đáp ứng những tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt để xứng đáng với mức ngân sách nói trên. Ví dụ, mỗi quả nho trong chùm phải nặng ít nhất 20 gram và có hàm lượng đường ít nhất là 18%. Mỗi quả nho Ruby Roman đều sở hữu vị ngon ngọt khó tả. Ngoài ra còn có một loại nho Ruby Roman thời thượng hơn, được định mức tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn. Để được cấp nhãn Remington thời thượng, loại nho Ruby Roman phải nặng hơn 30 gram và toàn thể chùm phải nặng ít nhất 700 gram. Nói khác, chúng phải thật hoàn hảo. Do mang unicu tuyệt vời và có con số hạn chế nên nho Ruby Roman rất khó để tìm mua. Hầu hết những chùm có sẵn đều được bán trải qua vẻ ngoài đấu giá. Loại được cấp nhãn Remington Ruby Rose lại càng quý hiếm hơn. Trong năm 2010, chỉ có 6 chùm nho thời thượng được bán. Năm 2011 còn không tồn tại chùm nào đạt tiêu chuẩn. Theo website chính thức của Ruby Roman, giống nho này còn có độ axit rất thấp, sở hữu hàm lượng đường và nước trái cây cực cao. Chỉ cần cắn một miếng, người ăn sẽ cảm nhận vị ngọt có 102 dâng tràn trong miệng. Riêng cái thương hiệu Ruby Roman của giống nho cũng rất được lựa chọn vô cùng cẩn thận. Trước khi giống nho này được tung ra thị trường, tên thường gọi Ruby Roman đã được tất từ đầu đến chân dân ở tỉnh Ishikawa suy xét lựa chọn sau 639 cái thương hiệu được đề xuất.